Anh ta lại được cử vào miền Nam đảm nhiệm cái chức vụ quan trọng là tư lệnh lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Mà chính vào cái lúc ấy đó là Trung ương cũng phái anh Nguyễn Chí Thanh vào Nam với tư cách là phái viên đặc biệt của Bộ Chính trị bên cạnh Trung ương cục quân ủy miền. Thì anh ta đã hợp tác rất chặt chẽ với anh Nguyễn Chí Thanh, và cái điểm nổi bật đó là cùng nhau kiên trì cái chủ trương đi đôi về phát triển chiến tranh du kích đó, thì đẩy mạnh hơn nữa cái thành lập quân chủ lực từ tiểu đoàn lên trung đoàn và từ hai trung đoàn lên đến ba sư đoàn. Chính nhờ cái chủ trương mà kiện toàn phát triển chủ lực ấy mà lúc đó nó có những cái cuộc thảo luận cực kỳ là sôi nổi và kéo dài đấy, đặc biệt là đánh bại cái cuộc tấn công cái chiến dịch mà Johnson City.